Diệt Sen Trang Rao phát đi thông báo cửa hàng Bích Cờ sẽ dừng lại mua dòng sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu tạo ngành hàng đã đẩy lên làn sóng căm phẫn không chỉ còn các doanh nghiệp may mặc mà cả người tiêu dùng trong nước. Ghi nhận, ngay sau bức thư gửi đi ngày 2 tháng 7, đã có hàng trăm người lao động cũng giống như chủ doanh nghiệp biểu tình, treo băng rôn tại công sở đại diện Sen Trang Rao, kêu gọi kỳ thị Bích cũng được phát động rộng rãi bên trên mạng xã hội. Nhìn lại sự vụ, bức xúc của đơn vị cung cấp là không sai khi quyết định bất ngờ của Bích khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt với không may ứ động hàng, kéo theo chính là thua lỗ với số lượng lên đến hàng chục tỷ đồng. Chia sẻ với chúng tôi về nhận định trước hành động bất ngờ bên trên, vị này nói, vấn đề phải nghiên cứu nhiều góc độ. Thứ nhất về luật, cần cân nhắc bình chọn kỹ liệu Bích đã làm đúng chưa. Có thể, điều khoản của bọn họ vẫn còn nhiều kẽ hở cho công ty đối tác ngoại tận dụng, trước đó Bích cũng đánh tiếng dở dần hàng hóa mang nhãn hiệu doanh nghiệp Việt xuống kệ hàng, một số bên cho hay. Trên một mặt ngược lại, quy luật cạnh tranh thực chất lại ủng hộ hành động này, bọn họ có nguồn hàng rẻ hơn, nhanh hơn, hợp hơn nữa thì bọn họ tất yếu sẽ thay thế. Hình ảnh người lao động cũng giống như chủ doanh nghiệp biểu tình, treo băng rôn tại công sở đại diện Sen Trang Rao. Kể về lần nhập cuộc hội thảo hiện đại khoa bọn học máy móc dòng thiết bị ngành dệt may ở Tây Ban Nha, đại diện Phong Phú chia sẻ mới thấy người ta tiến đến ô tô hóa đến mức độ khủng khiếp. Cách đây 3-4 năm khi nhân loại nói về ô tô hóa đi kèm cuộc cách mạng 40 thì ngành dệt may đã sớm phần mềm công nghệ. Đặc biệt cho đến hiện tại, nói về máy móc hiện đại thì châu Âu ban đầu chiếm lại ngôi vương, bản lĩnh công nghệ của bọn họ bây giờ đã vượt xa đối với China, do đó bọn họ quay về rất mạnh mẽ. Với các xu thế như vậy, luận điểm của bạn theo người trong cuộc là phải cung ứng nhanh các đơn hàng, thông qua việc phần mềm biến đổi kỹ thuật số, tăng tính hoạt bát công nghệ nhằm thúc đẩy chế tạo dệt may nhanh hơn, nhiều hơn. Riêng Phong Phú, từ nay đến năm 2020 tổng công ty dự kiến tăng gấp đôi sản lượng chỉ may song song tập kết cao nhất ngành nghề cốt lõi nhằm tăng lợi thế cạnh tranh dựa bên trên thế mạnh đang có. Ngược lại, các lĩnh vực mà bản lĩnh cạnh tranh thấp dự kiến doanh nghiệp sẽ liên doanh liên kết, vừa tạo lợi thế về lao động, vừa tạo lợi thế về diện tích mặt bằng, giảm thiểu rác thải. Ngành bán lẻ nội địa bị thu hẹp từ ngày đổ bộ của các tập đoàn lớn. Giải pháp theo đó doanh nghiệp nội địa cần theo đuổi là cải thiện công nghệ dòng thiết bị, vận dụng các chiến thuật về quản lý trong các số ý quản lý ngày nay phải khác ngày xưa là làm sao linh các công đoạn nhằm gia công hóa, đòi hỏi phải có sự cục bộ đặc biệt về mặt hệ thống. Đồng thời, doanh nghiệp lên kế hoạch tập kết tạo chiến thuật dệt may trong giai đoạn mới như máy móc, công nghệ nhằm cung ứng lượng hàng vừa cạnh tranh về giá, vừa bảo đảm chất lượng.